Hiện bây giờ chúng ta sắp sửa 9 giờ giờ của Philippines. Có nghĩa là sắp sửa 8 giờ giờ của Việt Nam. Giờ rất là lý tưởng để mà nghe thời sự sau bữa cơm, nghe những bản tin mà do Nguyên chia sẻ. Hiện bây giờ tại châu Âu là 2 giờ trưa. Đặc biệt bữa ngày hôm nay là bữa thứ năm, ngày 28 tây tháng 3 năm 2024. Các quý vị ở tại Hoa Kỳ thì chắc giờ này cũng đã sáng, khoảng 7 giờ sáng, tất nhiên là tùy tiểu bang. Vì các quý vị, đất nước Mỹ lớn quá, Mỹ đế lớn quá. Việt Nam chỉ có 1 giờ thôi, Pháp có 1 giờ, Đan Mạch thì có 1 giờ, Ukraine thì có 1 giờ. Nhưng giờ giấc từ phía đông dưới phía tây nó quá chênh lệch, nó quá chênh lệch. Nên là khoảng Cali giờ này khoảng tầm 7 giờ cỡ đó, 7 giờ, 7 giờ sáng. Đầu chương trình thì cho Nguyên chúc cho các quý vị lúc nào sức khỏe cũng luôn dồi dào. Đây là cái lời chúc mà mỗi chương trình, đầu chương trình lúc nào Nguyên cũng chúc. Vì cũng không mất mát gì, mà lời chúc nó cũng điều quan trọng, những lời phước lành mà. Về vấn đề kỹ thuật là các quý vị đã nghe rõ, cho Nguyên mạn phép không cần phải nhắc đi nhắc lại. Các quý vị cũng biết rằng là cho Nguyên nói một chút xíu tâm tình về vấn đề kỹ thuật. Có nhiều người nói với Nguyên rằng không ai xa lạ, chính là mâm của Nguyên, mẹ của Nguyên đó. Mẹ nói trước khi con làm chương trình đó là con phải thử trước, rồi con hãy làm. Thực tế là Nguyên đã có thử rồi. Nhiều khi Nguyên tự quay mình để coi cái mic nó có tốt hay không. Nhưng khi chúng ta tự quay đó, nó không giống. Và nhiều khi chúng ta nói trong vòng 1-2 phút, nó không giống chúng ta nói một cái diễn đàn 40 phút, 1 tiếng đồng hồ. Vì trong cái thời gian dài đó, cái đường mạng nó có thể bị đứt đoạn. Nhiều khi cả mấy chục giây, mà nhiều khi nó đứt đoạn nhiều lần, tùy theo nguyên nhân và lý do. Thí dụ chúng ta đứng ở ngoài đường và chúng ta có một chiếc xe tải nó chạy với một cái tốc độ lẹ mà chúng ta ở gần đó, thì cái sóng âm nó cũng làm chúng ta đứt đoạn dài khúc trong cái bài tiếng nói của chúng ta. Nên là nhiều khi khổ lắm cô chú anh chị em, làm trực tiếp nó có cái lợi là chúng ta không quá mất thời gian và có thể giao tiếp với các quý vị trực tiếp được, rất là hứng thú đọc được những cái lời comment của các quý vị, những cái dòng viết của các quý vị. Nhưng ngược lại nó gặp nhiều trục trặc khác. Thứ nhất, làm trực tiếp thì có thể nói sai lời, nói lộn. Đó là một cái khó. Thứ hai nữa là vấn đề kỹ thuật. Nhiều khi là cái đường mạng nó yếu hay là mạng nó cà chớn. Đặc biệt là mạng du lịch. Rồi cái phòng của mình ở cái nơi địa điểm của mình nó cách âm như thế nào. Nó nhiều yếu tố nó dẫn đến cái sự việc là chất lượng nó kém. Nhưng mà Nguyên không thay đổi được gì, vì cái đó nó nằm ngoài cái khả năng của Nguyên. Nó nằm ngoài, nó nằm ở trên cái vấn đề mạng mà. Nên là các quý vị bị trục trặc kỹ thuật thì các quý vị thông cảm. Bữa đó xui, đúng không? Giống như mình bữa đó mình xui nó. Bữa nay coi mặt thằng Nguyên nó mờ mờ, nó ảo ảo đó. Mà nhiều khi nó mờ mờ ảo ảo nó mới đẹp. Còn mới nhìn bây giờ cái mặt bây giờ nó đen thùi lùi, bây giờ y hệt Phi luôn. Nguyên nói thật với các quý vị ha, người ta cũng là Á Châu, Nguyên cũng là Á Châu. Đi qua bên Thái Lan chưa ai nói tiếng Anh với Nguyên hết. Gặp Nguyên là sổ tiếng Thái không nhé. Qua bên Đài Loan người ta sổ tiếng Tàu với Nguyên không. Qua bên Mã Lai nó quốc tiếng Mã Lai, qua bên Phi nó quốc tiếng Phi. Nó tưởng mình là người dân địa phương không. Đen đâu có thua gì nó. Nhiều khi còn đen đúng hơn nó nữa. Nhiều khi còn đen đen đậm hơn nó nữa. Nên là mà thằng này là dân dân địa phương rồi, dân địa phương chân nhà rồi. Nhưng mà thực tế nó cũng biết mình du lịch. Thứ hai nó ăn bèo, Nguyên ăn mặc 3 đô la mà, hàng 3 đô la thì cái đồ gì của nó là Nguyên mặc. Nguyên đem chỉ có mấy cái áo, các vị đi kìa. Ngày mai Nguyên mua mấy cái áo đó 3 đô la, Nguyên mua 5-6 cái vậy đó. Đó, mình ăn mặc địa phương như vậy đó, mình trà trộn đó, mình làm gián điệp, mình trà trộn vào trong để cho nó không phân biệt đó. Nhưng mà mở tiếng nói lên là biết liền, mình đâu có biết tiếng đâu. Cất tiếng nói lên một cái rồi nó kêu xong luôn, con gà 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 tơ bay ơi, gà tơ bay ơi, chém bay ơi, chém bay ơi, đừng có mở miệng.
cứ gật đầu vậy là đúng rồi. Nếu mà Nguyên không mở miệng, nó tưởng Nguyên là người địa phương không, nó cắt quý vị. À, mình đừng có nói cái gì hết là ok. Đây là lời dạo đầu vui vui chia sẻ với các quý vị kinh nghiệm đi du lịch của Nguyên trong thời gian gần đây. Và bây giờ để không mất thời gian, để cho Nguyên đưa những bản tin quan trọng. À, các quý vị nào ở bên Pháp hay không? Tại vì đầu tiên nhất đưa cái bản tin của Pháp quan trọng trước. Tại vì chính phủ của Pháp mới vừa gửi ra một cái cảnh cáo quan trọng. À, phía bên chính phủ của Pháp mới vừa đưa ra cái cảnh cáo quan trọng cho nhân viên, những người ở Pháp biết để mà tránh xa. Trên mạng X đã loan tả ra một cái thông điệp là đất nước Pháp chiêu mộ 200.000 binh sĩ cho Ukraine và kêu gọi người dân Pháp tham gia vào. Trong đó nó có cái tấm hình của Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine và lực lượng quân đội. Đây là cái trang đó. Và đây là cái trang giả mạo. Pháp không có làm điều đó. Và cái điều mà có cái sự việc như vậy đó là để người ta cáo buộc Pháp. Và đây là một cái bằng chứng giả. Và chính phủ Pháp mới vừa đánh tránh ngay lập tức trên trang mạng X mà Nguyên mới vừa nhận được. Người ta chia sẻ cho Nguyên, mới vừa nhận được cho các quý vị. Để cho các quý vị nào ở Pháp thì đừng có tin tưởng những trên trang mạng xã hội. Chúng ta phải tìm hiểu thực hư như thế nào. Thực tế mà chúng ta có đăng ký vào trong cái trang mạng này đi nữa, nó cũng chẳng phải là cái gì. Chỉ có điều là những cái người mà họ làm cái trang mạng này là họ có cái ý xấu về đất nước Pháp. Có ý xấu. Vì chính phủ Pháp không có làm cái điều đó. Ai đó đã bịa đặt ra mạo danh chính phủ Pháp mà chiêu mộ 200.000 binh sĩ và mua đồ họ là gì thì chúng ta chưa rõ đằng sau. Và chính phủ Pháp đã cảnh cáo rằng là đừng tin những gì họ đang viết. Đó không phải là trang mạng chính thức của chính phủ. Các quý vị, họ lợi dụng, họ làm giống như là họ là chính phủ đất nước Pháp. Chính phủ Pháp cần 200.000 binh sĩ gửi đến Ukraine. Thì để cho các cô chú anh chị em nào, các bạn theo dõi Nguyên trên diễn đàn đến từ Pháp thì các quý vị biết để mà tránh xa những cái sự việc lường gạt như vậy. Đó là bản tin đầu tiên mà Nguyên muốn chia sẻ cô chú anh chị em. Cỡ này giữa Pháp và Nga thì bế tắc, rồi Tổng thống Macron thì cỡ này uống thuốc liều. Nguyên phải nói là uống thuốc liều, ổng liều dữ lắm. Bây giờ ổng đi xuống Nam Mỹ, ổng đang kéo đồng minh ở Nam Mỹ, ổng đang thuyết phục những quốc gia Nam Mỹ chống đối với Nga. Nên là cỡ này ổng có thuốc liều. Thì trong những ngày kế tiếp thì Pháp sẽ gặp những sự mà tấn công về tin tặc nè, hacker nè, Pháp sẽ bị khủng bố nè. Đó là cái chuyện không thể tránh khỏi ở tại Pháp trong những ngày kế tiếp, khi Pháp đang dẫn đầu trong cái cuộc mà chống đối Nga, mà Pháp đang lên tiếng càng ngày càng mạnh mẽ. Và gà trống thì vẫn gáy mỗi ngày và thuốc liều thì vẫn uống. Đó, thì đó là cái điều mà không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới, đặc biệt là vào mùa hè Thế vận hội Olympic. Riêng biệt về dành cho tất cả cô chú anh chị em các bạn trong diễn đàn mến thương đó, thì cho Nguyên khuyên rằng là mùa hè năm nay các quý vị không nên đến Pháp. Thực tế mình là người Pháp, mong các quý vị đến Pháp đi du lịch để yểm trợ cái nền kinh tế. Nhưng thực tế thì Nguyên không khuyên. Bởi vì sao? Vì Thế vận hội Olympic số lượng người đến Paris đã quá đông. Đông vô kể. Thứ nhất là khách sạn nó sẽ rất là đắt. Chưa chắc là các quý vị sẽ kiếm được phòng. Rất là khó khăn để book phòng. Và giá cả rất là đắt. Thứ hai nữa là vận chuyển, di chuyển ở tại Paris sẽ rất là khó khăn. Paris đã kẹt xe rồi. Paris đã kẹt xe, bình thường đã kẹt xe muốn chết rồi. Thêm mấy triệu người nữa hay là mấy chục triệu người nữa thì kẹt xe cỡ nào nữa. Nên là vào cái giai đoạn đó, nếu các quý vị thì chọn cái thành phố khác giống như là Nice, Marseille, những cái thành phố Lyon, những cái thành phố khác. Vì ai cũng chạy đua ở tại Paris, nhưng mà thực tế Paris thì đối với Nguyên lần đầu tiên mình đi thôi, chứ thực tế thì có nhiều nơi khác đẹp hơn. Đặc biệt là ở trung tâm đất nước Pháp, nó có tới mười mấy cái đền vua. Và các quý vị mướn khách sạn ở tại đền vua luôn, sống cuộc sống vua chúa, rất là bèo, giá rất là bình dân, rất là mềm mỏng. Ăn sáng ở đền vua, đi tham quan đền vua, làm quý tộc, với một cái giá cả khá là phải chăng. Nên là chọn
cái nơi đó cách Paris khoảng 200-300 cây số, từ Paris đi xe lửa hay là các cái chỉ có trong vòng 1 tiếng đồng hồ, ở nơi đó sẽ là lý tưởng hơn cho các quý vị trải nghiệm ra được quý tộc như thế nào. Ở đó tới 10 mấy cái đền vua, là mà cái nào cái này nó bự bự chà bá lửa luôn, bự chà bá lửa luôn. À, đó là những cái đền vua mà có thể nói là trong những cái đền vua vĩ đại của thế giới, nên là phải nên coi cho biết, giống như là Chambord, những cái đền vua mà hay là nó có thể nói là nó có nhiều cái kiến trúc độc đáo của thời xa xưa của Pháp mà nó giữ được nguyên, và người Pháp người ta biết tôn trọng di tích cổ đại nên họ tu bổ, họ bảo trì nó rất là tốt, nên là các quý vị có thể trải nghiệm qua được ở những đền vua đó. Bây giờ nó cho nó làm khách sạn đó, xung quanh đó, nhiều khi làm khách sạn ở trong đó luôn. Cái giá nó khi các bạn book cái tour như vậy đó, nó rất là rẻ, và có người hướng dẫn các quý vị để hiểu được lịch sử. Đây là lời tâm tình, tại bởi vì mình đang nói về Pháp thì Nguyên cho Nguyên gửi một cái thông điệp như vậy, vì Nguyên sợ mấy bác đi đến Paris rồi các bác ngay chăng cái mùa hè năm nay các bác sẽ hối hận, rồi các bác sẽ buồn vì đông đúc người, rồi xe cộ phương tiện đi du lịch rồi đắt đỏ. Đất nước Pháp đã đắt rồi, nó đã đắt rồi, Pháp còn đắt không thua gì Singapore. Pháp đắt lắm, Pháp đắt lắm, nhưng mà Pháp đắt mà còn thua lại Đan Mạch thì các bạn biết rồi đó, Đan Mạch còn đắt hơn. Ai mà qua Đan Mạch với Nguyên thì còn sẽ méo mặt. Và bây giờ tiếp tục cho Nguyên chia sẻ cái bản tin kế tiếp, đó là nước Đức, là ông Olaf Scholz. Ngày hôm nay thì Thủ tướng Đức muốn trấn an người Đức, vì cỡ này tình hình thế giới nó bị căng thẳng, bị stress. Rồi bây giờ cái não ai cũng bị phân vân hết, thấy không? Tin đồn đồ gửi binh sĩ đồ, gửi binh sĩ đến đến Ukraine đồ. Bây giờ nhiều tin mà cứ là tin gì không thể tin được, nên là ai cũng phân vân hết. Bây giờ đó, thực tế với các quý vị là bây giờ đó, những cái tin đồn, tin đoán đồ nhiều lắm trên mạng xã hội bây giờ, nhiều lắm. Nên là ông thủ tướng của Đức đó, ông muốn trấn an người Đức, ông mới nói là tôi sẽ cố gắng tối đa để cho cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga nó không lan rộng, nó nằm ở trong cái phạm vi mà chúng ta không cần thiết phải can thiệp. Tôi sẽ gắng nỗ lực tối đa với ngoại giao và với đồng minh để làm sao dằn xếp và để cho Ukraine không ở trong cái thế khó. Vì nếu Ukraine ở trong cái thế khó là chúng ta phải có những kịch bản rất là xấu. Nên tôi sẽ cố gắng tối đa để làm cái việc này. Đó là cái lời cam kết của tôi. Đó thì ông Olaf Scholz, ông muốn trấn an dư luận, đặc biệt là cái thời buổi bây giờ thì tin giả tin thật nó dàn giả dàn thật, nó lẫn lộn trai gái rồi mình cũng không biết phân biệt được. Thiệt bây giờ khó lắm các quý vị. Bây giờ là Nguyên sợ lắm các quý vị. Nhất là ở Phi nè, tâm tình một chút xíu ngày đề thôi nha. Nghe các quý vị thông cảm đi, chương trình của Nguyên lâu lâu Nguyên chim vô một chút xíu hài ước để cho các quý vị biết được cái câu chuyện nó như thế nào. Khi Nguyên đến Phi đó, chưa khi đến Phi đó, thì có một cái anh nào đó, anh nói Nguyên ơi, Phi đẹp, gái Phi đẹp lắm, anh ở Phi nè, gái Phi đẹp lắm. Thì Nguyên lại nhớ là cái cô hoa hậu, cô hoa hậu quốc tế đó, cô hoa hậu thế giới đó của người Phi, cô đẹp thiệt, cô xinh ơi là xinh luôn. Không biết các bạn còn nhớ cái cô đó không, nết na hiền lành mà cổ xinh mà tài giỏi, có thể nói là cái nhan sắc của cổ làm cho biết bao nhiêu trái tim của đàn ông lơ lửng trên mây hết. Thì trong đầu của mình nghe nó gái Phi đẹp, nó sẽ là như vậy đó. Trời ơi, nó sẽ nết na nhiều vàng rồi, ôi da trắng tóc dài. Wow, trong đầu mình đã suy nghĩ cái điều đó, suy nghĩ cái điều đó. Nhưng mà đến Phi rồi thì dở mộng các quý vị. Em nào em nấy lùng có chút xíu à, ha, lúc nào cũng tròn tròn bự bự hết. Mặt thì nó đen thùi lùi, cái lỗ mũi thì nó bự vậy nè. Nó không phải là gu của Nguyên, Nguyên không có chê gì hết, chỉ cái đó là it's not my gu nha. Cái gu này húp không có nổi, cái gu này húp không có nổi mà lùng lùng mập mập bụng bự rồi cái lỗ mũi, ôi 99% Phi Phi là lai lai như vậy. Nó có một cái nét lai giống như gì đó, nó giống nhau gì đó, nó giống nhau gì đó.
Rồi cái đó rồi xong cả bóng nhiều lắm. Nguyên đi mấy cái số này trời ơi, Nguyên thấy đầy hết. Nguyên thấy đầy hết luôn. Nguyên thấy đầy hết, làm cho Nguyên dở mộng, lần sau đừng có dụ Nguyên nữa. Biết Nguyên là cái tánh là dễ dụ mà nghe nó đẹp đẹp Nguyên ơi, đi đi Nguyên ơi, đẹp đẹp là mình bị dễ dụ nữa. Vô đây là dở mộng luôn, thiệt luôn. À, buồn lắm luôn á, buồn đó. Bị dụ là buồn lắm đi cơ. Đó là cái câu chuyện vui vui cho Nguyên nói một câu thật lòng. Đi Đài Loan trước, đúng không? Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Phi. Chưa thấy cô không ra không đẹp bằng cái Việt nha. Cái đó là Nguyên nói thật lòng chứ không phải là mình người Việt, mình bên người Việt. Không phải là người Việt, mình bên người Việt đâu. À, điển hình là Nguyên đi 5 nước rồi. Nguyên chưa đi Nam Hàn và Nguyên chưa đi Nhật Bản thì Nguyên không có thể nói được. À, Nguyên định đi Indonesia mà Indonesia có thấy được cái gì đâu. 99% là Indonesia nó quấn khăn rồi. Thì làm sao Nguyên thấy được, khơi bỏ đi. 99% Indonesia là nó quấn khăn rồi thì Nguyên không thèm đi nữa vì có thấy được gì đâu. Nó cô chú anh chị em. Nên là Nguyên không bỏ, nên là Nguyên thấy là gái Việt vẫn chuẩn hơn, vẫn đẹp hơn. Ok, không phải là mình binh hay nịnh phụ nữ Việt Nam đâu. Đi theo cặp mắt mình nhìn 5 quốc gia rồi đó, còn đi thêm vài quốc gia trước khi về thì đi vài quốc gia nữa thì cũng đủ để mà mình nhận định với cặp mắt của mình, với cái thẩm mỹ, một cái góc nhìn độc đáo có một không hai của Nguyên nha. Nguyên có một cái cặp mắt nhìn nó siêu đẳng lắm. À, Nguyên nhìn giống như là có cặp mắt có laser vậy đó. Cặp mắt laser đó, Nguyên scan dòng trên nhiêu, dòng dưới nhiêu, nhiêu là Nguyên biết hết đó, các bạn. Ok, đó là bản tin ngoài đề. Và bây giờ chúng ta quay trở lại chủ đề ha các quý vị ha. À, để nói thẳng bắt đầu mấy bác bắt bẻ Nguyên nữa, Nguyên nói là bản tin ngoài đề. Bây giờ chúng ta quay trở lại chủ đề. Vậy là các bác đã cười với cái bản tin mà Nguyên mới vừa chia sẻ. Và bây giờ thì chúng ta quay lại chủ đề chính. Thì ngày hôm nay thì ông Nga ổng đã đe dọa cái gì? Ông Nga ổng đã đe dọa rằng là đất nước đồng minh của ổng là Armenia. Nếu Armenia có những hành động xu hướng nghiêng về châu Âu, nó sẽ dẫn đến Armenia phải gặp những lệnh trừng phạt trực tiếp đến từ Nga. Trực phạt đứng tiếp từng nghe. Thì các vị biết là gần đây thì ông Armenia thì ổng quay lưng rồi. Ổng quay lưng rồi, Armenia họ đã bắt tay rồi. Armenia họ đã bắt tay với bà Ursula rồi. Chủ tịch Liên minh châu Âu đã cam kết với Armenia là cái quốc gia kế tiếp được sáp nhập vào châu Âu. Armenia được nằm danh sách đầu. Armenia đã bán rẻ đất nước Nga rồi. Armenia đã cho tòa án quốc tế là Armenia đã chính thức hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nga. Và Nga vẫn còn muốn níu kéo Armenia thôi. À, bây giờ Nga, à, chúng ta sẽ trục xuất Armenia ra khỏi tổ chức liên minh quân sự. Armenia họ đâu có thèm. Cái gì mà trục xuất, họ muốn đi rồi. Các anh có đủ khả năng bảo vệ cho họ đâu. Các anh lo chiến tranh Ukraine còn không xong. Lý do mà Armenia giữ khoảng cách với Nga là bởi vì cái số tiền mà Armenia đưa cho Nga mỗi năm để bảo vệ mà Nga không làm được. Khi Nga cam kết viện trợ vũ khí cho Armenia, Nga không làm được. Nga không gửi đủ binh sĩ, không gửi đủ vũ khí. Nó mới dẫn đến cái sự việc mà Armenia thấy rằng là ở cùng Nga, Nga không còn cái vị thế giống như xưa nữa. Và Armenia chim khôn lựa cành mà đậu, thì Armenia đã lựa cái cành tốt hơn, cái cành mát hơn, cái cành mướt hơn, cái cành nó đông đa đông đáng hơn, cái cành nó đông đầy hơn, nó cái cành nó đầy đủ tiện nghi điện nước hơn, nên là nó chọn cái cành khác nó đậu rồi. Và bây giờ thì ông Nga ổng tức giận khi lúc đó ổng đang cố gắng kéo Armenia quay về, nhưng Armenia lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa, nên bây giờ nói nhẹ không được, ổng quay ra ổng uy hiếp. Nói chung là như vậy. Đây là bản tin liên quan đến Nga và Ukraine trong chương trình này. Chúng ta chuyển sang qua bản tin của Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. À, liên quan đến cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay có hai
tin. Đầu tiên là bản tin vui, đó là cái cổ phiếu trên cái trang social của cựu tổng thống Trump ấy, cổ phiếu nó lên bực, làm cho cựu tổng thống Donald Trump hốt một số tiền khổng lồ, khổng lồ nhờ cổ phiếu vì cái trang mạng xã hội. Tại sao trang mạng xã hội của cựu tổng thống Donald Trump đang lên? Vì cơ hội cựu tổng thống Donald Trump làm tổng thống, đơn giản là như vậy. Trời ơi, cái trang mạng xã hội của ông tổng thống thì nó có tầm ảnh hưởng. Thì cái trang mạng xã hội của cựu tổng thống Donald Trump, cổ phiếu ai mà đầu tư thì đang hút bạc. Ok, đầu tư đợt trước nha, mới lúc đầu á mà Nguyên đã xúi dục các quý vị mua đó. Ai mua bây giờ là ngon lành cành đào rồi, chứ bây giờ thì không đầu tư nữa. Cái gì cũng vậy, phải đi trước thời đại. Các quý vị đừng có đi theo thời đại. Ví dụ những người mà chơi Bitcoin á, họ giàu quá trời giàu, ôi có bắt trước không? Bây giờ các quý vị đi mua Bitcoin, các quý vị sẽ không giàu, mà nhiều khi các quý vị còn lỗ nữa. Những người giàu là những người có cái tầm nhìn xa và họ đi trước cái thời đại. Giống như mà Nguyên nói, lúc mà cái cổ phiếu của cựu tổng thống Donald Trump mới vừa khai mạc mà Nguyên kêu gọi mua đó, mua từ giây phút. Thì cái gì cũng vậy, cái người ăn trước họ đã ăn gần hết rồi, họ mới nhả lại cho mình thì chẳng còn bao nhiêu hết. Cũng giống người Việt Nam á, thấy ôi trời ơi làm neo làm giàu quá, ai cũng mở tiệm neo á, cuối cùng ai cũng ế chung với nhau hết. Việc mở càng nhiều thì cạnh tranh càng nhiều, khách thì có bao nhiêu đó thôi, nó phải chia khách. Thì cuối cùng ai cũng nghèo, không ai là giàu được hết. Bởi vì cái người đi trước họ đã giàu rồi, thì họ không còn làm neo nữa và họ sẽ trở thành là người cung cấp. Cung cấp, họ cung cấp vật liệu hay là họ xây tiệm neo, họ bán lại tiệm neo. Bởi vì họ đã đi trước, tại Nguyên nói là người làm giàu là phải có cái tầm nhìn xa và đi trước thời đại. Tại sao ông Elon Musk ổng giàu là bởi lúc nào ổng cũng đi trước hết. Về công nghệ không gian ổng cũng đi trước. Về công nghệ xe hơi điện ổng cũng đi trước. Cái gì ổng cũng đi trước hết. Vì chỉ có đi trước với thời đại thì chúng ta mới là người dẫn đầu, và người dẫn đầu thì lúc nào là người có được lợi. Thì trong cái bối cảnh ngày hôm nay, cái cổ phiếu của cựu tổng thống Trump đã lên, mà cựu tổng thống Trump đã kiếm rất là nhiều tiền, thì mấy bác cô chú anh chị em nào ở Hoa Kỳ và có đầu tư trong cổ phiếu thì cũng đã có lợi nhuận. Nhưng tương lai mình đầu tư bây giờ thì Nguyên không nên, Nguyên khuyên một câu là không nên. Vì cái cổ phiếu của cựu tổng thống Donald Trump nó có thể lên và nó có thể xuống dốc một cách rất là thảm tệ. Thí dụ nếu không may vấn đề bầu cử không thắng thì cái cổ phiếu nó sẽ xuống chung. Vấn đề pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump nếu bị trục trặc nó cũng sẽ tụt dốc. Vì cái định mệnh của cổ phiếu đó nó nằm liên quan đến tương lai của cựu tổng thống Trump. Nó không giống như là một cái công ty bình thường. Nó không phải công ty bình thường. Nó sẽ lên xuống một cách bất chợt. Nên là khuyên các cô chú và anh chị em, ai đầu tư trước rồi là tốt, giữ nguyên đó, hốt bạc rồi. Ai mà chưa có đầu tư thì tốt nhất đừng, các cô chú và anh chị em nha. Đó là bản tin liên quan đến cổ phiếu của cựu tổng thống Trump. Và bây giờ thì liên quan đến một vấn đề tranh cãi của cựu tổng thống Trump nữa. Lúc nãy có các quý vị nó kêu là lắc quá đúng không? Nguyên cũng không biết có lắc hay không, mà Nguyên nghĩ chắc là được đúng không? Vì có lắc hay không nữa là cũng chịu thua thôi. Đang làm chương trình nửa chừng, đầu chương trình không lắc, lửa chương trình lắc thì làm sao Nguyên làm được cái gì? Có lắc thì cũng không có thay đổi được cái gì đâu. Các quý vị cũng phải chịu lắc theo đi. Rất tốt hả? Chứ bây giờ đang đầu chương trình rồi giữa chương trình bị lắc thì sao biết được. Không sao. Tiếp tục bản tin. Bữa nay thì không biết các quý vị như thế nào, nhưng mà cái này thì Nguyên cũng không có đồng ý với cựu tổng thống Donald Trump lắm. Mà bữa nay thì người ta tranh cãi rất là nhiều. Đặc biệt bữa nay là ngày lễ của Đạo Công giáo. Hiện bây giờ ở dưới đường của Nguyên đó, người ta vẫn còn cầm cây thánh giá người ta đi. Vì người Philippines họ sùng đạo lắm. Các vị bữa nay là lễ nè. Lễ Đạo Công giáo nè. Người ta sùng đạo lắm. Thì cựu tổng thống Donald Trump đã làm tranh cãi là bán kinh thánh. Với cái slogan, với cái lời phát biểu là cứu đất nước Hoa Kỳ. Làm cho đất nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Vì cái
Cái đó của cựu tổng thống Donald Trump đã làm bây giờ cái trang mạng xã hội tranh cãi nảy lửa về cái vấn đề này. Thì cái này thì khó nói lắm. Thí dụ những người mà tôn giáo thì họ có, mỗi người có cái nhìn khác nhau. Thí dụ người đạo Công giáo thì có cái nhìn khác, người đạo Phật có cái nhìn khác, người đạo Hồi giáo có cái nhìn khác. Mỗi người có một quan điểm nhìn. Mà Nguyên không biết, bây giờ Nguyên hỏi nha, theo các quý vị, cựu tổng thống Donald Trump bán kinh thánh thì các quý vị thấy như thế nào? Bởi vì trong diễn đàn của chúng ta thì fan của cựu tổng thống Donald Trump nhiều lắm. Fan nhiều lắm, fan cứng, fan cuồng nhiều lắm. Bán kinh thánh, cuốn kinh thánh đó các quý vị. Thì có quan điểm trái chiều thì cái này thì Nguyên nói rồi, cái này đụng tới tôn giáo nó dễ xảy ra cái xung đột quan điểm. Cái này là cái điều mà dễ bị, tại sao chính diễn đàn của Nguyên là Nguyên tránh cái tôn giáo ra. Nguyên biết là nói tôn giáo là thế nào, mà có nhiều khi có nhiều chủ đề lắm vì tôn giáo lắm mà mình không dám nói, vì mình biết dù mình nói cách mấy thì cũng sẽ bị chém thôi. Nên là đụng tới tôn giáo là sẽ bị khô máu. Đã nói rồi. Dù mình có suy nghĩ tốt đi nữa thì sẽ có ai đó sẽ có những cái quan điểm về tôn giáo, nó sẽ hoàn toàn ngược lại. Nên là đụng tới tôn giáo là khô máu. Đó. Đó là bản tin liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump đã làm cho rất là nhiều người tranh cãi trên mạng xã hội ngày hôm nay. Và báo chí không thích cựu tổng thống Donald Trump đó, họ đưa dưới một cái khía cạnh xấu rất là nhiều. Nguyên đọc nhiều tờ báo ngày hôm nay, nó đưa nhiều cái khía cạnh xấu về cựu tổng thống Donald Trump. Thí dụ nó nói rằng là ông Trump ổng bị ổng hết tiền rồi, ổng mới làm như vậy vì ổng lỗ tiền về tòa án, vân vân và vân vân. Thôi, cái đó là bởi vì người ta không thích. Quan trọng là các quý vị kìa. Còn người ta nói cái gì nó không quan trọng. Quan trọng là cái nhìn của các quý vị nó mới là quan trọng. Còn miệng đời mà, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một kiểu, không thể nào làm hài lòng hết mọi người được. Cũng giống như diễn đàn của Nguyên, Nguyên cũng cố gắng lịch thiệp, nhẹ nhàng nhất có thể, ôn hòa nhất có thể, nhưng mà Nguyên cũng đâu có làm hài lòng hết mọi người. Cái may mắn thay thì cái diễn đàn Nguyên cũng chưa bị người ta quá ghét, vì người ta ôi thằng này nó khùng khùng chút xíu mà, người ta cũng không có ghét lắm. Nhưng mà cũng không thể nào làm vừa lòng hết mọi người cả. Nên là Nguyên chỉ có làm cố gắng tốt hơn mỗi ngày thôi. Mà nhiều khi cái điều đó nó mới khó hơn các quý vị. Nguyên không cần phải chạy đua với người nào hết. Nguyên không cần chạy đua theo cái kênh này, đài này, anh kia, anh nọ. Không, Nguyên không chạy đua với ai cả. Vì mỗi người có một cái tốc độ riêng, và chạy đua với người ta thì không nhìn thấy được mình. Nguyên chỉ cố gắng làm tốt, cải thiện bản thân, cải thiện ngôn từ, cải thiện cách trình bày, tìm ra những sự sáng kiến mới, làm sao cho cái chương trình nó có sự nhu hòa giữa thông tin và giải trí để cho các quý vị không nghe nhàm chán. Đó là cái điều mà Nguyên cố gắng. Còn chạy đua theo người khác thì chạy không lợi đâu. Người ta có xe hơi, mình chạy xe căng hải thì làm sao chạy lợi. Nhưng sao chạy lợi? Cứ để cho người ta chạy đi. Chừng nào người ta hết xăng thì mình sẽ đi gặp người ta thôi. Lo gì chuyện đó. Và bây giờ tiếp tục bỏ bản tin của Mỹ qua một bên. Đó là những bản tin, hai bản tin quan trọng. Còn cái bản tin mà các quý vị biết là cái vấn đề cây cầu nó sập đó, thì hiện bây giờ còn hai người nữa mà chắc chắn là tử vong rồi. Thì cái đó là một cái tai nạn xảy ra tại Hoa Kỳ, cũng không có nhiều gì để đáng nói. Bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin Philippines. Nguyên đang ở Phi. Philippines, Trung Quốc và Việt Nam, cái tam giác tranh chấp ở tại Biển Đông
đang sôi động trong những ngày gần đây. Gần đây thì ông Phi và ông Trung Quốc thì rất là nảy lửa. Tàu của Trung Quốc và tàu Phi đụng nhau không ngừng. Bình bình bình. Mấy ông này tàu bè, mấy ông tưởng giống như là trò chơi con nít mà đụng xe. Các vị còn nhớ là tuổi thở ấu thơ của ai chơi trò chơi mà nhân cái trong cái buổi lễ đó, chúng ta lái chiếc xe điện đó, chúng ta đụng nhau đó. Thì bây giờ ông Phi và ông Trung Quốc đụng nhau hàng rầm, hình như là 2-3 ngày là đụng nhau. Đó, tàu cứ gặp nhau là uýt, ủi, ủi. Mấy ngày hôm nay thì trên đảo Cỏ Mây thì ủi nhau không ngừng. Cách đây 1-2 ngày thì có mấy người bị thương. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau hết. Trung Quốc thì đổ lỗi cho Phi, Phi thì đổ lỗi cho Trung Quốc. Hai bên đổ lỗi cho nhau là khiêu khích. Trung Quốc cáo buộc Phi là xây những căn cứ phi pháp. Phi thì nói không, những phi pháp anh đã xây cái đống kìa, anh đã xây cái đống phi pháp, đây là của tôi có quyền xây. Rồi ông này thì gửi vật liệu, ông kia không cho, hai ông đụng qua đụng lại. Ông kia thù hàng, thấy ông kia là lao vô đụng tiếp. Cứ đụng qua mấy ngày hôm nay dữ dội trên biển cả. Thì ông nào cũng đụng, ông Việt Nam mình lên tiếng: ê tụi bay, ê bớt căng thẳng đi chứ. Nhẹ nhàng lại đi. Việt Nam phản bác, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng mà quên nhắc nữa, chỗ này là của tao. Tao có giấy tờ tôn trọng luật pháp năm 1982 đi chứ. Chúng ta giải quyết kiểu ôn hòa theo luật pháp đi. Nhưng mà cái này là của tao. Bữa nay Việt Nam mình thấy hai ông đụng với nhau, thấy tình hình căng thẳng quá. Việt Nam mình thấy căng thẳng quá, mình không có đụng. Việt Nam không có đụng các vị. Việt Nam không có ló tàu nào hết á. Cái khu vực đó là ba quốc gia tranh chấp. Cái khu vực Cỏ Mây là ba quốc gia tranh chấp: Việt Nam, Philippines, Trung Quốc. Thì thấy ổng đụng nhau quá, Việt Nam mình đâu có dám đụng. Việt Nam không dám đụng, mà Việt Nam mình dằn xếp: ê, ổn thỏa, nhẹ nhàng. Chúng ta văn minh đi, chúng ta giải quyết ổn thỏa đi, đừng mà, nhưng mà đừng có quên, đó là của tao. Đó, Việt Nam vui lắm. Nói chung chung là tình hình Biển Đông mà có ông Phi, ông Việt Nam. Tiếc thay á, là Phi không muốn bắt tay với Việt. Nhưng mà tiếc thay là ở bên Việt Nam thì mấy bác Việt Nam chúng ta chưa dám các vị. Chưa dám bắt tay cái điều đó, nên là cái điều đó đáng tiếc. Nếu mà giữa Việt Nam mà Phi mà bắt tay với nhau đó thì chúng ta có thể có một cái tiếng nói mạnh hơn để mà ngồi lại đàm phán với Trung Quốc một cách dễ dàng hơn. Một mình Phi không thì cái tiếng nói của Phi không đủ mạnh. Khi lúc đó chúng ta thấy được là Phi cũng chưa chắc giàu hơn Việt Nam nha. Nguyên thấy cái thành phố, tất nhiên là ở đây Nguyên đang ở chuột. Ngày mai Nguyên dời qua chỗ sang trọng, Nguyên nói là Nguyên sống mà. Ở chuột mấy ngày, sống với cái dân hạ tầng thấp nhất của xã hội mấy ngày. Rồi ăn cơm, nhưng mà ăn cơm không nổi. Nói thực tế là, không, ở đây thì quán xá ăn gần dưới này cũng được, mà Nguyên nói ăn kiểu mà người nghèo ăn á. Ăn cái kiểu mà Nguyên nói là ăn cái kiểu mà cái người mà đái của xã hội đó. Thì cơm ở đây ăn không có nổi. Không phải gì hết á, bị ống cấm, tại vì cái tiệm nó để hoài chút xíu à. Đồ ăn thì đã thấy là nhìn gặp mắt là ăn không vô rồi, nhưng mà không sao, có thể vẫn nuốt được. Nhưng mà ống cống, để kế bên ống cống nó hôi, cái mùi ống cống nó lên, không cái nào ăn nổi. Không thể nào ăn ngồi với cái bình dân ăn nồi cái kiểu đó được hết. Ở Thái Lan mới ăn được. Ở Thái Lan thì nó không có mùi hôi đến mức độ gì. Đồ ăn thì cũng chẳng có cái gì mà ngon lành gì hết trơn. Chỉ có duy nhất là ở Đài Loan là Nguyên ăn thấy ăn ngon, cơm bình dân là ngon thôi. Cái cơm mà kêu là cơm người dân thường á, người lao động, người nghèo ăn á, là ok thôi. Thứ nhất là mình lựa nhiều món. Mình thích ăn rau, mình ăn rau với cái giá cả rất là mềm. Thái Lan ăn cũng được, nhưng mà cũng không có gì ngon lành hết. Chút xíu à, đúng như chứ mà. Nhưng mà ăn vẫn được, nó không có mùi hôi. Ở đây trời ơi, gì đâu mà nằm la lết thì Nguyên không có quay hết cảnh thì kỳ quá. Tất nhiên đó là cái phía cạnh ổ chuột. Ngày mai Nguyên đến cái chỗ sang trọng, trời ơi, nó đẹp đẽ. Nó không thua gì Singapore đâu.
ngày mai nguyên giờ chút xíu bên kia có 7 cây số à, 7-8 cây số qua bên bờ sông bên kia thôi, nó đẹp lộng lẫy. Nguyên quay cho các quý vị coi, y hệt giống như Singapore. Và Nguyên biết lý do tại sao thành phố của Philippines lại như vậy rồi. Nguyên đã điều tra, thì Nguyên nói là đi để mà học hỏi. Chuyến đi của Nguyên lúc nào cũng đem cái học hỏi lên đầu hết. Trải nghiệm, người ta không muốn trải nghiệm, người ta sợ trải nghiệm, Nguyên không sợ. Nguyên muốn trải nghiệm, Nguyên muốn biết, và Nguyên muốn học hỏi, và Nguyên muốn hiểu lý do. Vì cái đó là trong những cái bài học đời của chúng ta cần thiết. Thời đâu cần thiết các quý vị, để chúng ta hiểu được. Và trong cái xã hội nào cũng vậy, dù nước Pháp, nước văn minh, nó có mặt tốt và mặt xấu, và hai mặt chúng ta đều phải hiểu thì chúng ta mới có thể có tiếng nói và nhận định một cách chính xác. Nếu chúng ta đứng một phía cũng giống như Nguyên nói đó, một cái thế giới màu trắng, một cái thế giới màu đen, cái người ở màu trắng thì tao thấy màu trắng mà mày, cái thằng màu đen tao thấy màu đen mà, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Khi chúng ta nhìn được hai mặt thì chúng ta mới nhận định được một cái xã hội nó chính xác hơn, và chúng ta mới hiểu rõ hơn. Thì cái điều đó là cái điều mà Nguyên đi trải nghiệm đợt này, chứ Nguyên không có đi nghỉ dưỡng. Thực tế Nguyên đi là Nguyên mệt lắm, Nguyên chạy giống như ngựa vậy đó. Các quý vị thấy không, ở đây vài ngày bay không, cái thời gian bay không là hết một thời gian rồi đó. Đến cái giờ giấc nó mệt mỏi rồi còn phải làm việc chương trình nữa, nhưng mà đi như vậy thì Nguyên mới học hỏi được nhiều. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục bản tin của Việt Nam. Các quý vị chuẩn bị xích beo, ngồi chuẩn bị ổn định chưa? Để cho Nguyên chuẩn bị đưa những bản tin mà Nguyên càng không hiểu nữa. Bây giờ thế giới nó loạn rồi. HN1 đó là bệnh cúm gà, đúng không các quý vị? Ai cũng biết đó, HN1 là bệnh cúm gà. Bây giờ không chỉ có gà, nó chuyển sang qua bò luôn rồi. Lần đầu tiên bò cũng bị dính luôn. Cỡ này không biết nó bệnh cái gì, nó không biết nữa. Bây giờ nó lộn xộn hết, giới tính bây giờ nó lộn xộn hết. Bây giờ nguy hiểm quá. Con người bây giờ trai gái không phân biệt. Bây giờ bệnh cũng vậy nữa. Ngày xưa mà kêu là HN1 rồi, gà, đúng không? Nghe nói cái là mình tránh gà ra, mình ăn bò. Bây giờ lần đầu tiên bò cũng dính luôn. Không biết con bò này nó có bị cái gì, không biết. Ghê quá. Không biết phải bò đỏ hay không, nhưng mà bò cũng bị luôn. Ghê quá các quý vị. Đó, nên là lần đầu tiên từ đó tới giờ chưa bao giờ có. Bệnh nhiều lắm. Bệnh nhiều, bệnh cỡ này bệnh lắm. Bệnh nhiều lắm nha. Và bây giờ tiếp tục. Các quý vị biết là cái vụ án liên quan đến cái đường dây buôn kem đánh găng đã làm cho bác thưởng nhà ta yêu mến người miền Tây Vĩnh Long đã bị mất chức đó. Thì cái kết quả sẽ đưa ra truy tố 600 người. Wow, 600 người. Mà đây là chưa bắt hết đó nha, truy tố sơ sơ thôi. 600 người. Các quý vị khác nhìn thấy cái đường dây chưa? Đây là một cái quy mô vĩ đại. Cái con đường buôn kem đánh găng đó, 600 người bị truy tố. Cái tòa án sao xử trời? Tòa nào mà kéo được 600 người các vị? Còn ban thẩm đoàn ngồi người đi giữ thì sao? Tòa Việt Nam người không thấy cái tòa nào mà chứa được 600 tội phạm hết á. Cái này là phải chia ra từng đợt thôi. 600 này đó là chưa có đủ đâu nha. Còn nữa đó là bị loại trừ bớt rồi đó. Mà là 600 đó. Để cho các vị biết là cái đường dây này là nó được một sự Nguyên kêu là sắp đặt tỉ mỉ, một cái tổ chức quy mô nó lớn cỡ nào. Ghê thiệt. Nó đã cấu kết từ ở nước ngoài mà. Nó đâu phải trong nước, nó là international rồi. Thấy ghê không? Thấy mà ghê thiệt. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề kem đánh găng. Kem đánh găng, tập đoàn kem đánh găng, 600 người sẽ bị khởi tố vì tội phạm. Với tội danh như thế nào thì chúng ta chưa có rõ.
Còn ai nữa hay không thì cũng chưa rõ, nhưng hiện bây giờ thì phía bên Bộ Công an đã công bố 600 người. Và bây giờ thêm một cái vấn đề nữa, đó là bà Trương Mỹ Lan. Các quý vị đó biết là cái tập đoàn SCB, nhà băng SCB, tập đoàn SCB đã kêu gọi bà Trương Mỹ Lan, bây giờ là tập đoàn SCB là thuộc về của chính phủ nha. Chính phủ bây giờ là thao túng tập đoàn SCB. SCB đã kêu gọi bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường lại số tiền thiệt hại, một con số rất là hữu nghị, 760.000 tỷ thôi các quý vị. Một con số nó nhỏ lắm. 760.000 tỷ. Ông Nguyên không biết về. Bây giờ tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy trời. Các bác nào có thể giỏi về toán, có cái máy tính tính qua tiền đô cho Nguyên được không? Chứ bây giờ tiền Việt Nam là Nguyên không biết. Tính kiểu này là Nguyên hại não quá. Tính tiền đô thì Nguyên bao nhiêu tỷ đô được không? 760.000 tỷ. Trời ơi là trời ơi. Nguyên nghèo lắm, Nguyên không có số tiền đó, là Nguyên không có tính nói nha. 760.000 tỷ chứ không phải là 760 tỷ đâu, 760.000 tỷ, khoảng 30 tỷ đô hả? Wow. Thì gần đây nhất á, thì người ta đã kê khai tài sản của bà Trương Mỹ Lan, mà chương trình bà Trương Mỹ Lan cho Nguyên nói, bà Trương Mỹ Lan bà có làm ăn với Trung Quốc, gia đình bà có nửa gốc là người Hoa, bà có liên quan đến chính phủ của Trung Quốc, nó là tập đoàn của bà đã có thể nói là phát triển một cách nhanh chóng, vì sau lưng của bà là có chính quyền trên Trung Quốc hậu thuẫn. Thì cái ông mà hậu thuẫn ở tại bên Trung Quốc, ông đó cũng đã gớt đài, và bà cũng gớt đài ở tại Việt Nam luôn. Nguyên không biết là có phải chăng là phía bên Trung Quốc đã có cái liên kết với Việt Nam hay không, nhưng cái người đỡ đầu của bà ở Trung Quốc cũng đã gớt đài và bà cũng đã gớt đài. Và gần đây nhất thì người ta kê khai tài sản của gia đình của bà, thì trời ơi bà giàu nhất cái nách, mà mình ngồi không biết ai mà ngon nhất nách, giàu nhất nách, mấy sao ngộ ha. Cái nách thì cái nơi mà nó kêu nó nhạy cảm, mà cái gì mà dữ dội lắm mà kẹp cho cái nách vô nhé. Nhưng mà hôi nách là xa cách đôi ta, sao ngộ đi. Ngon nhất nách, giàu nhất nách, mà hôi nách là xa cách đôi ta. Đó. Thì người ta mới điều tra ra, thì bà ta không phải chỉ có những tập đoàn công ty địa ốc đơn giản như vậy. Hình như biết bao nhiêu tên từ tất cả tỉnh thành của Việt Nam, những cái chung cư, những cái căn nhà biệt thự lộng lẫy đều là liên quan đến của bà và gia đình của bà hết. Ghê chưa? Ngoài ra thì hay là bà đứng tên cho tập đoàn công ty của Trung Quốc trụ sở, có nghĩa là nguyên cái kinh tế Việt Nam, dòng họ của bà với tập đoàn của Trung Quốc thao túng kinh tế của mình bao nhiêu năm nay, nằm trong lòng bàn tay của tập đoàn gia đình của bà hết. Nhất cái nách thiệt. Thật sự là nhất cái nách các cô chú và anh chị em. Nên là có nghĩa là bây giờ thì người ta đã, bà bị gớt đài rồi, thì người ta không còn ngại ngùng gì nữa. Nên lý do đó người ta mới kêu bà bồi thường với cái số tiền như vậy, vì biết bà có đủ khả năng tài sản để trả cái số tiền đó. Đất đai, nhà cửa, tất nhiên bà đứng đều ở cổ phần hết. Không phải bà thì người gia đình dòng họ của bà hay là tập đoàn công ty của Trung Quốc đứng đằng sau lưng. Nên đây để cho các quý vị thêm một bản tin động trời nữa. Nên là bà gớt đài thì cũng đúng, đó là số trời. Số trời, các quý vị ơi. Từ lúc mà chiến tranh Ukraine và Nga, từ lúc Trung Quốc kinh tế đang tụt dốc, con Covid làm đến, làm Việt Nam quốc hối chống không, thì bác Trọng cũng khổ lắm. Nhờ như vậy thì bác Trọng mới bắt đầu tìm ra những cái sáng kiến mới. Bác Trọng mới tìm ra những cái tài năng mới. Nên bây giờ thêm một nữa, bác giám đốc ngân hàng MSB cũng là bà này nữa, một bà khác nữa, với cái tội danh lường gạt mấy trăm tỷ hay mấy ngàn tỷ gì đó,
thêm một giám đốc của một ngân hàng nữa rồi, sắp sửa nữa. Thấy làm ăn được ha bác Trọng ha, thấy cỡ này làm ăn ngon bác Trọng. Nguyên thấy là Nguyên chắc đi theo bác Trọng quá. Nguyên thấy là đi theo bác Trọng làm ăn được. Bây giờ sơ sơ kiếm được 30 tỷ rồi đó. Bây giờ bây giờ bắt thêm một cái giám đốc ngân hàng nữa thì Nguyên cũng không biết là sẽ kiếm được bao nhiêu tỷ nữa. Đó. Các bác nó kêu là 1.000 tỷ hả? Đó. Bây giờ thấy gì cái ngon mà làm ăn. Ôi trời ơi. Còn Nguyên nói thật với các người nha, Nguyên làm ăn nhiều lắm, cái gì Nguyên cũng làm hết. Trừ bán thân ra cái gì Nguyên cũng bán hết. Gia đình Nguyên cái gì cũng làm hết. Nguyên là cái gì cũng muốn thử làm, thí nghiệm làm ăn hết. Bán vàng, bán quần áo, bán mỹ phẩm, bán màn trên mạng, bán bông, bán nhà hàng, kinh doanh đồ ăn lẻ. Ui, cái gì mà Nguyên nói là từ đó tới giờ mà Nguyên tính mà Nguyên mở kinh doanh mà làm đó, thành công không bao nhiêu hết á, nó thật thất bại là nhiều, cũng có may mắn là thành công một vài lần. Nhưng mà phần lớn là thất bại nhiều hơn, kiếm tiền nó rất là khó khăn, nó thực tế là nó khó khăn lắm. Đầu tư là vô là thứ nhất đầu lắm. Giấy tờ làm việc rồi ui, của tỏi hết nhức đầu hết trơn. Thấy bác Trọng làm ăn dễ quá. Thấy bác Trọng làm ăn dễ quá, cứ bắt vài người một cái là kiếm mà mấy chục tỷ như chơi. Như chơi. Trời ơi, sướng thiệt. Thì đây để cho các quý vị biết là thêm một giám đốc nữa. Đã bị gớt đài. Thì thôi, cái chuyện đó là phải chịu. Còn liên quan đến một cái người rất là quen thuộc chúng ta, đó là tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cái ông giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh đó, ông chủ đó, ông sẽ bị mang án là 8 năm tù. 8 năm tù. Ông này là tù nhẹ đó. Tù nhẹ là bởi vì ông đã bồi thường lại những cái số tiền mà chánh phủ kêu ổng nộp, ổng là nộp đầy đủ số tiền. Ổng không có thiếu đồng bạc nào hết. Nên là bởi vì ổng nộp đúng số tiền nên là nhà nước khoan hồng. Đó, bởi vì tập đoàn Tân Hoàng Minh đã làm đúng giao kèo với chánh phủ, nộp đúng số tiền mà chánh phủ nhu cầu nên nhà nước khoan hồng cho ổng lãnh án 8 năm tù. Nhà nước chúng ta biết điều chưa? Dễ thương chưa? Đó, ai chê nhà nước chứ gì? Nộp đủ tiền giảm án, thấy chưa? Người ta dễ thương còn gì nữa. Lên nói chê chắc hoài à. Đó. Nên là đó là 8 năm tù. Thì 8 năm tù đó thì các quý vị cũng biết á, là cái thời gian ổng ở đó là cũng đã cả năm rồi. Rồi sẽ được ân xá trong cái thời buổi giống như là những ngày lễ nè. Bác Trọng có thể ân xá nè. Rồi nếu mà hành kiểm tốt ở trong tù thì có thể giảm án 2-3 năm tù. Thì chắc là ổng ở khoảng tầm 3 năm. Đó, nếu mà chạy trọt thì ở khoảng tầm 3 năm thì ổng có thể ra được. Với những cái tội danh nhẹ của ổng đó, được 8 năm tù thì có thể ở 3 năm thì ổng có thể ra. Đó là liên quan đến Tân Hoàng Minh. Thấy không? 8 năm tù thôi. Còn những cái người mà giống như là nói về đất nước chút xíu nè, nói về xã hội chút xíu nè, quất mười mấy năm tù. Nhiều khi Nguyên không có hiểu được. Nguyên không hiểu cái tòa án Việt Nam mà nó xử cái kiểu gì Nguyên cũng không hiểu. Những cái người làm thiệt hại hàng triệu dân á, thì nhiều khi lãnh án chỉ có vài năm. Còn những người không làm cái gì hết, đóng góp cho xã hội, chỉ lên tiếng điều tốt cho đất nước, thì ngược lại nhiều khi ở tới mười mấy năm tù còn chưa thấy ngày ra. Ê, nói làm cho Nguyên nhất là nhớ là anh Chí Gâu Đen nữa. Không biết tình trạng ảnh như thế nào, cỡ này Nguyên cũng không có thời gian để mà đi theo dõi những bản tin ở Việt Nam, nên là Nguyên cũng không có nắm rõ được tình trạng của ảnh như thế nào nữa. Không biết ảnh sẽ được mang án bao nhiêu năm tù nữa, với chỉ không có tội gì hết, chỉ có lâu lâu bình luận về tình trạng của xã hội, đem những cái quan điểm cá nhân của mình để đóng góp cho đất nước. Chắc chắn là ngồi gỡ lịch cũng hơi bị lâu đó. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ các quý vị một bản tin tham nhũng nữa. Phó Bí Thư Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc không?
đã bị bắt nữa rồi. Thêm một ông phó bí thư vì liên quan đến tham nhũng đã bị bắt. Nói chung chung là cỡ này gớt đài hơi bị nhiều nha. Ông này ổng có liên quan gì với bác thưởng hay không thì mấy bác nào biết thì cập nhật cho Nguyên biết. Chứ Nguyên thì không gành vấn đề mà mấy ông chánh chị, chánh em ở bên Việt Nam. Ông nào là đàn em của ông nào là đàn anh của ông nào, cái đó Nguyên không có theo dõi. Nguyên hơi dở cái điều đó. Thí dụ chánh trị của Mỹ thì Nguyên biết hết ông này thân với ông này thân với ông kia thân với ông nọ, ví dụ như vậy. Chánh trị Pháp cũng vậy. Hay chánh trị châu Âu Nguyên cũng biết. Về chính trị Việt Nam thì Nguyên thấy ông nào giống như ông nào Nguyên không biết ông nào là đàn em của ông nào là đàn anh của ông nào hết. Nguyên thấy ông nào giống như ông nấy Ông nào lên cũng giống nhau thôi, nên Nguyên nói, ông nào cũng giống như ông nấy thôi. Nên là Nguyên không có gành. Có nhiều anh chị em mà làm trong thông tin mà Việt Nam đó thì người ta gành lắm, người ta biết hết. Ông này là đàn em của ông nào trước nè, đó họ biết, chứ Nguyên thì không biết cái điều đó. Nguyên thì không biết cái điều đó. Chánh trị của Mỹ hay chánh trị của châu Âu thì Nguyên còn biết. Chánh trị của Việt Nam thì thôi Nguyên miễn, Nguyên không có quá, không có suy nghĩ nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, cũng không có đi tìm hiểu nhiều. Vì thực tế mấy ổng không có cái gì để đặc sắc để cho Nguyên đầu đi suy nghĩ hết. Vì mấy ổng không có làm cái gì để cho mình cảm nhất là mấy ổng đóng góp cho đất nước hết. Nói chung chung là mấy ổng nói cho nó có. Nên là Nguyên không thấy cái lý do gì mà Nguyên phải bỏ thời gian để nghiên cứu ổng. Nghiên cứu mấy ổng, nên là Nguyên không có tâm tư. Đó chứ là không bỏ tâm tư nhiều, nên là không nắm rõ được cái vị thế của ổng trong đảng là như thế nào, ổng đang phe bên nào, phe thủ tướng hay là phe chủ tịch nước hay là phe công an cái gì đó thì Nguyên không có biết. Đó là mỗi bên thì nó có những cái, cùng một đảng nhưng tất nhiên nó cũng có phe cánh các quý vị, cùng một đảng nhưng vẫn có phe cánh, thì cái đó thì Nguyên không có rõ các quý vị ha. Cái đó thì nếu các quý vị hỏi Nguyên thì Nguyên cũng chịu thua. Cái nào không biết thì Nguyên nói thẳng là Nguyên không biết. Con người của Nguyên là nói những cái gì mình biết và mình trải nghiệm hay là mình có học một thời gian. Còn cái gì mình không biết thì tuyệt đối Nguyên không dám nói bừa. Không biết thì trả lời là không biết cho nó rồi. Mấy bác nào biết thì cứ chia sẻ cho người khác. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề tham nhũng. Và bây giờ chúng ta lên tới mặt trăng đi ha. Bỏ Việt Nam, cập nhật cái bản tin cuối cùng của mặt trăng và chia sẻ cho các quý vị. Mỹ đang ý định làm cái con đường xe lửa ở trên mặt trăng. Nguyên không biết là ông Mỹ cỡ này ông rảnh quá. Ở dưới đất chưa và ông ý định xây đường gầy xe lửa ở trên mặt trăng rồi. Đó, Nguyên không biết là chắc là ông sợ là đệ tam thứ chiến hay gì đó, chiến tranh thế giới hủy diệt. Trái đất không còn sống được nữa và phải lên mặt trăng sống hay gì, Nguyên không có hiểu. Nhưng mà đây là cái kế hoạch của Mỹ trong thời gian sắp tới, sẽ xây căn cứ ở trên trển và xây đường xe lửa ở trên mặt trăng. Thì Nguyên cũng không biết nữa, tương lai đất trái đất này nó bị hủy diệt hay gì không biết. Thì ông Mỹ ổng đã tính xa rồi. Mỹ đã tính xa rồi các quý vị. Thì đây là cái kế hoạch của Mỹ. Thì cái này nó không có cái gì mới đâu. Những cái vấn đề mà xây ngôi làng, thành phố, người ta bán đất hết rồi. Tại vì các quý vị không có theo dõi. Chứ mặt trăng bây giờ là chia 5 xẻ 7, người ta bán đất hết rồi, ai cũng giành hết thôi. Lý do là cỡ này là người ta bắn phi thuyền lên mặt trăng thường xuyên đó. Bây giờ ai cũng giành đất hết. Ai bây giờ cũng xí hết. Ê cái này của tao, ê cái này của tao đó. Giống như con nít vậy đó. Thì bây giờ ai cũng muốn và ai cũng muốn xây căn cứ ở trên trển. Thì Mỹ cũng đang chạy đua. Và Nguyên không biết là tương lai trái đất là như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ có một căn nhà mới. Nguyên nghĩ là khoảng tầm 15-20 năm nữa thì cái vấn đề lên trên mặt trăng và có thể đi du lịch trên trển nó là chuyện bình thường. Bây giờ người ta đã đi rồi, nhưng mà 15-20 năm nữa thì đó là cái chuyện ai cũng có thể tiếp cận được. Ai cũng có thể tiếp cận được. Bây giờ chỉ có giới thượng lưu, giới thượng lưu mới bay lên mặt trăng được thôi. Nhưng mà 15-20 năm nữa thì Nguyên nghĩ là nó trở thành một cái giá hữu nghị và ai cũng có thể trải nghiệm được lên trên mặt trăng một lần, gặp cô Hằng một lần. Nên là bây giờ Mỹ đang có ý định xây đường gầy xe lửa, xây làng, xây phố ở trên mặt trăng. Thì đó là cũng điều tốt thôi, đó là khoa học văn minh và cũng là một cái bảo đảm chúng ta biết lỡ trái đất nó xảy ra những biến cố bất ngờ. Thì chúng ta cũng có một cái nơi khác để mà chúng ta có thể di dời
Di dời đó là chuyện cũng rất là bình thường thôi. Người ta tính nhất là sao quả, nhưng mà nó nóng quá. Master, mình không biết phải đúng là sao quả không nữa. Dịch tiếng Việt Nam là tại vì người ta nói là cái sao hành tinh Mars nó giống như trái đất, và có thể là ở dưới tuốc, ở dưới lòng đất nó có nước, tuốc lòng đất nó có nước. Theo cái nhìn về địa lý đó thì người ta biết là ngày xưa nó có nước, và người ta nghĩ là tuốc dưới lòng đất nó có nước, nhưng mà chỉ có điều nơi đó nó nóng quá, cái nơi đó nó rất là nóng. Nên là cái điều đó thì khoa học mà, cái sự tiến bộ của khoa học nó sẽ càng ngày nó càng tân tiến. Nói chi đâu xa, nếu các quý vị với bác nhớ mà ngày xưa đi, mấy cái tele cho nó cùi bắp, nó trắng đen, trời ơi. Bây giờ còn những người có trắng đen mà, nó nặng cùi cụi gì nè. Cái tele nó có chút béo à, trời ơi, mà nó quý còn hơn vàng nữa. Má, một cái ngôi làng, một cái tele, cả nguyên làng sớm người bu nhau coi. Thì nó cách đây đâu có bao lâu đâu. Thì bây giờ nhà tele nó mỏng lét à, ai cũng có cái iPod nè, ai cũng có iPhone nè. Đó, cái công nghệ nó lẹ, chỉ cần 10 năm, 15, 20 năm thôi là cái công nghệ tân tiến. Vì chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn phát triển một cách thần tốc. Cái công nghệ ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn vượt bậc. Và cái vấn đề mà tương lai thì các quý vị sẽ hiểu rõ là con người chúng ta đang ở trong cái giai đoạn thay đổi lớn. Thì lúc nào cũng vậy, khi mỗi cái thay đổi lớn đều nó có những biến cố lớn xảy ra. Lịch có đó là những cái dấu hiệu xui khiến có những chiến tranh là như vậy. Lúc nào cũng vậy hết. Sự thay đổi tiến bộ của con người, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ xảy ra những cái biến cố lớn để cho chúng ta thấy được. Chứ các người biết là chúng ta có mấy chục năm nay chúng ta phát triển thôi nha. Chứ ngày xưa thì chúng ta đâu thấy đâu. Cả trăm năm những sự phát minh rất là chậm. Chỉ cần 15-20 năm nay thì bỗng nhiên cái sự phát minh của con người chúng ta nó lẹ một cách thần tốc luôn. Đáng để mà ngưỡng mộ, mà cũng thấy rõ được cuộc thay đổi của thế giới ngày hôm nay. Chứ bây giờ Nguyên nói thật nha, quay lại 10 năm về trước hay 15 năm về trước, đố Nguyên ở Philippines mà Nguyên lái xe chiếm được, làm gì có đường mạng tốt để mà lái xe chiếm đó. Thì chúng ta đã nhìn hình dung ra được là cái sự phát triển của nhân loại nó đi với lẹ, với mỗi năm bây giờ càng ngày nó càng lẹ. Nguyên ngừng chương trình này ở đây, thời gian tâm sự với các quý vị cũng khá lâu. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe thời sự và theo dõi Nguyên trong thời gian gần đây. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này đó, thì cái giờ giấc mà live stream chim á, nó không được ổn định. Các quý vị hãy cho Nguyên cáo lỗi vì Nguyên đang đi cái du lịch. Và cái giờ ở bên này nó không giống giờ ở bên châu Âu. Nguyên phải làm đúng theo giờ, Nguyên cũng phải sắp xếp. Để làm sao cho nó kêu là sao ôn hòa, nhu hòa với cái thời giấc của các quý vị. Nên là nhiều khi cái giờ live stream nó không được ổn định cho lắm các quý vị, cho Nguyên xin cáo lỗi. Khi về trở lại châu Âu thì cái giờ live stream của chúng ta nó vẫn y như cũ, nó không có cái gì thay đổi cả. Nhưng đó là cái giờ live stream nha. Và tạm biệt, ngày mai chúng ta gặp lại với cái phong cảnh của thành phố Manila ở khu nhà giàu nha. Ngày mai Nguyên đi qua bên khu thượng lưu nha. Chứ Nguyên không ở khu ổ chuột nữa. Nguyên nói ổ chuột để nói cho các vị nghe. Nguyên quay cái video đó, mấy chục con chuột người ta đang ăn uống vậy nè, ngồi vậy nè, thùng rác đó, mấy chục con chuột nó bò qua, nó bò lại, cô nào cô nấy bự vậy. Quyền quay video nữa, mai mốt con up lên cho các vị coi. Nó chuột nó vậy, nó chuột nó sống với người, nó không sợ gì đó, bằng ngày vậy đó. Bằng ngày đó, nó hoành hành đến mức độ vậy đó. Nó hoành hành đến mức độ vậy đó. Bằng ngày vậy đó, chân chơi người đi qua đi lại vậy đó. Nó không thèm đếm xỉa gì hết. Đấy cứ là ổ chuột mẹ. Ổ chuột thì phải có chuột chứ. Ổ chuột là phải có ống cống. Ống cống sao nó chui. Nên là mấy bác mà bụng yếu hay là sức khỏe không tốt thì Nguyên khuyên đừng có nên trải nghiệm giống như Nguyên đi những cái nơi mà kêu là hơi khá là nguy hiểm và ăn những cái đồ tầm bậy. Thì các bác không có nên. Nguyên chỉ muốn biết là cái cảm nhận cái người nghèo người ta ăn như thế nào. Vậy thôi. Nguyên chỉ muốn biết là cái đồ ăn người ta bỏ vô miệng như thế nào. Cái người mà người ta sống qua ngày, người ta lang thang lít hết, người ta ăn cái đồ phải sinh tồn, người ta ăn cái gì. Thì mình
mình mới biết, mình mới cảm nhận được mình hạnh phúc các quý vị. Thực tế mà, Nguyên ăn cái đồ vô Nguyên cảm giác mình hạnh phúc. Mình mới cảm nhận được là những cái bữa cơm mình ăn gia đình mỗi ngày á, mình sung sướng hơn người ta gấp ngàn lần. Lúc đó mình mới cảm nhận được. Còn nếu không mình nhìn bằng cặp mắt, mình sẽ không bao giờ cảm nhận được. Mình nhìn bằng cặp mắt, mình có thể tội nghiệp, nhưng cái cảm giác nó không giống nhau. Phải ngồi cùng với họ, ăn cùng với họ mới cảm nhận được cái điều đó. Đó là kêu là trải nghiệm qua cái sự thí nghiệm thực tế. Còn mà trải nghiệm qua sách vở, qua cái nhìn đứng bề ngoài thì nó hoàn toàn nó không có, mình không có feeling, không có cảm giác. Mình không có cảm giác, cũng giống như nó, ơi nó thằng đó chảy máu chắc đau lắm á. Làm sao mình biết nó đau khi mình chưa chảy máu? Mình phải chảy máu thì mình mới biết cái cảm nhận chảy máu tương tự nó như thế nào. Thì ăn đồ ăn cũng vậy, mà thì thí nghiệm qua cho nó biết thôi, chứ là Nguyên nó quen hoài nói ở đây là Nguyên xuống ký đó, hai ngày hôm nay là ăn chẳng được cái gì hết. Hôm qua xuống kể cho nghe, rồi mình nghỉ chương trình. Hôm qua xuống trễ về làm chương trình 11 giờ đêm, tiệm đóng cửa hết, xuống dưới 7-Eleven mua cái ly mì gói, ăn xong đi ngủ. Sáng nay ăn khách sạn, ăn sáng, trời ơi đồ ăn có nó nuốt không nổi buổi sáng, đã mệt rồi nuốt không nổi buổi sáng rồi, thôi thôi mình đi trải nghiệm, mình đi bộ, mình sẽ kiếm một cái nơi bình dân mình ăn, không thèm ăn, ăn chút xíu, ăn sáng chút xíu, bắt đầu tắm rửa, đi trải nghiệm buổi sáng, đi lội 3 tiếng đồng hồ, đi sâu xa. Thấy một cái quán ăn ngồi, không phải cái quán ăn nữa, cái sạp ngoài đường, thấy người ta ăn, xung quanh thì người vô gia cư, mình cũng ngồi xuống, xong nó đưa cái dĩa ăn lên, cái ngồi cái mùi ống cống kia, cái bên là Nguyên muốn ói lại kìa, múc vài muỗng để cho giống như là mình có ăn, mà Nguyên không dám là mình không ăn thì sợ người ta chê, mình kêu là Nguyên kêu người ta đem về, là thôi tao không ăn, tao đem về tao ăn. Rồi, Nguyên đâu có ăn nổi đâu, ăn vài muỗng thôi là mình đi trải nghiệm rồi. Tại vì thứ nhất là đồ ăn, cái hai là cái mùi ống cống, cái người Nguyên về đó, quần áo của Nguyên còn mùi ống cống, đó là mùi ống cống, đó là thì trải nghiệm cho biết. Nhưng mà ở Phi không phải chỗ nào cũng vậy nha, cái đó là cái mặt tệ của xã hội Phi ở tại thủ đô, nhưng cái mặt đẹp nó lúc nào cũng vậy mà. Ngày mai chúng ta nhìn là cái mặt đẹp. Ngày mai thì sẽ có phong cảnh đẹp gần cặp bãi biển luôn đó. Ngày mai thì sẽ có những cái phong cảnh khác mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị sau. Bye bye của chú chị em. Ngày mai chúng ta gặp lại với nhiều bản tin sôi động khác, hấp dẫn khác, và Nguyên chia sẻ cùng các quý vị.